Mới đây tại buổi điện đàm bên lề hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 27 MRT27, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của New Zealand trong việc đăng cai hội nghị APEC trong năm 2021. Tuy các hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nhưng tin tưởng rằng với sự dẫn dắt khéo léo và vai trò chủ trì của New Zealand, năm APEC 2021 sẽ đạt được các kết quả thiết thực. Việt Nam cho rằng các thành viên cần nỗ lực và thể hiện linh hoạt tối đa để hội nghị MRT27 ra được tuyên bố chung, truyền tải thông điệp chính trị mạnh mẽ và tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy vai trò hàng đầu về hội nhập kinh tế khu vực, duy trì đà hợp tác và liên kết của APEC, khẳng định tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong tình hình mới, góp phần vào nỗ lực chung trong ứng phó khủng hoảng COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Hai bộ trưởng cũng đề cập đến những sáng kiến quan trọng của APEC trong năm 2021, đặc biệt là kế hoạch hành động để thực thi tầm nhìn APEC đến năm 2040, APEC Vision 2040, cũng như tuyên bố của các bộ trưởng thương mại về tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa thiết yếu, cũng như một số sáng kiến mới liên quan tới thúc đẩy tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững. Bộ trưởng Thương mại New Zealand bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua và mong muốn Việt Nam sẽ tích cực tham gia tương tác, thảo luận tại hội nghị MRT27 về những sáng kiến ưu tiên của APEC 2021, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, vấn đề tạo môi trường thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa thiết yếu, thiết bị y tế và vaccine cần được quan tâm thích đáng. Kết thúc buổi điện đàm, hai bộ trưởng nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan tích cực tăng cường hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong chiến lược hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và New Zealand.